Kính chào quý vị khán giả. Ngày đầu tuần, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông rải rác về chiều tối. Còn Bắc Bộ và Trung Bộ đang trong cao điểm đợt nắng nóng diện rộng, cảnh báo có nơi nhiệt độ trên 39 độ. Ngay từ sáng, người dân Bắc Bộ, Trung Bộ đều cảm thấy oi nóng, khó chịu hơn hẳn hôm qua. Như tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thực tế lúc 9 giờ tăng thêm 2 độ lên 33 độ. Trong khi độ ẩm không khí thì vẫn rất cao, 79%. Dự báo từ lúc này đến 5 giờ chiều sẽ là khoảng thời gian nóng bức nhất trong ngày. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa xuống đến Phú Yên đều trong vùng nhiệt cao 35 đến 38 độ, thậm chí là có điểm trên 39 độ, mức nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nắng nóng cao điểm khiến cả Bắc Bộ và Trung Bộ có tới 68 điểm nguy cơ cháy rừng cấp 5, tức là cấp cực kỳ nguy hiểm, tương ứng với vùng có màu đỏ ở trên bản đồ này. Cục Kiểm Lâm khuyến cáo người dân không xử lý thực bì, đốt nương làm rẫy và những hoạt động dùng lửa khác trong rừng và gần rừng. Chuyển sang thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo 3 tiếng tới trời nắng, Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột là 29-30 độ. Nam Bộ gồm thành phố Hồ Chí Minh sẽ hơi oi nóng, 32-33 độ. Sau 15 giờ trời chuyển mưa dông rải rác, vùng mưa vừa mưa to, tập trung nhiều ở Nam Bộ. Và đây cũng là nơi có nguy cơ cao xảy ra sấm sét và gió giật mạnh. Chuyển sang thời tiết biển, các vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang trở ra ngoài khơi huyện đảo Trường Sa tiếp tục cảnh báo có mưa dông lốc xoáy, gió Tây Nam khoảng cấp 3 đến cấp 5. Ở huyện đảo Hoàng Sa có mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió là cấp 4, cấp 5. Kết thúc bản tin sẽ là dự báo chi tiết cho một số thành phố trên cả nước trong chiều và đêm nay.